Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo là nhân vật người vợ nhặt các bạn nhé. Thế thì ở nhân vật người vợ nhặt thì trước tiên là chúng ta cũng cần phải giới thiệu chung về nhân vật đã. Đó. Giới thiệu chung về nhân vật đã. Nào, nói về lai lịch đi. Lai lịch. Có thể thấy là gì ạ? Có thể thấy là khi mà chúng ta nhắc tới nhân vật thị thì đây là một cái nhân vật mà bản thân nhà văn Kim Lân khá là kiệm lời khi mà viết về nhân vật này. Thường là Kim Lân sẽ dùng rất là ít những cái câu văn để nói về nhân vật này. Có lẽ là bởi vì cái số phận của nhân vật này quá khổ, quá bẽ bàng. Thế nên Kim Lân không muốn xoáy sâu vào cái khổ và cái bẽ bàng đấy, nên là không có viết nhiều chăng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là lai lịch, đây là một người đàn bà vô danh. Một người đàn bà vô danh, đúng không? Một số không tròn chỉnh đấy ạ. Tại sao lại gọi là một số không tròn chỉnh hả các em? Vì sao hả các em? Các bạn biết vì sao lại gọi là một số không tròn chỉnh không? À, vì sao các bạn biết không ạ? Bởi vì là không tên, không tuổi, không quê quán, không nghề nghiệp, không tài sản, không nhan sắc, không có bất cứ một thứ gì hết. Đúng không ạ? Đúng rồi. Không tên, không tuổi, không quê quán, không nghề nghiệp, không tài sản, không nhan sắc, không có bất cứ một thứ gì hết. Một số không tròn chỉnh đấy ạ. Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là cái hoàn cảnh của chị đó là như thế nào đấy? Hoàn cảnh của chị đó là như nào? Ngoại hình nào? Ngoại hình thì sao ạ? À, ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong lần thứ hai gặp gỡ, đúng không ạ? Ở quán nước cổng chợ tỉnh á, các bạn nhớ không? Thì sao nhở? À, đó là một cái ngoại hình gây ám ảnh mãi. Rách dưới, đúng không? Rách dưới, gầy sọp, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt. Khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy hai con mắt, đúng không? Và chúng ta thấy rằng đây là gì ạ? Đây là hiện thân của một con ma đói, đúng không ạ? Hiện thân của một con ma đói đấy. Vâng, đấy là ngoại hình nhá. Thế còn về số phận thì sao ạ? Số phận thì sao? À, nạn nhân của cái đói. Thị là nạn nhân của cái đói, được không ạ? Bị cái đói dồn đẩy, bị cái đói dồn đẩy đến bước đường cùng, đến bước đường, được không ạ? Cùng phải bán đi cả lòng tự trọng, danh dự, cả lòng tự trọng, danh dự để làm gì ạ? À, để đổi lấy miếng ăn, để đổi lấy miếng ăn, được không ạ? Để duy trì sự sống, để được sống, được không ạ? Để được sống nhá. Và chúng ta có thể thấy rằng là liều lĩnh theo không một người đàn ông, liều lĩnh theo không một người đàn ông, đúng không ạ? Không tên tuổi, không quê quán, và coi đó là cái phao duy nhất để mình có thể bám vào. Rất là đáng thương, đúng không ạ? Rất là đáng thương, đúng không? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đó là những cái chi tiết giới thiệu về nhân vật mị mà về nhân vật thị mà Kim Lân đã viết. Được chưa ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến tâm lý nhá. Thế thì diễn biến tâm lý của nhân vật này các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy được một cái điểm vẫn là tương đồng với nhân vật anh cu chàng thôi. Đúng không ạ? Tương đồng với nhân vật anh cu chàng thôi. Đó chính là bốn chặng, hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau vẫn là như vậy thôi. Đúng không nào? Thế thì ở cái nhân vật này chúng ta sẽ thấy trước tiên nhá, chặng đầu tiên, chặng 1 đó là hai lần gặp gỡ. Được chưa nào? Chúng ta sẽ có lần đầu tiên đó là hai lần gặp gỡ các bạn nhá. Thế thì hai lần gặp gỡ như thế nào đây ạ? À, lần đầu tiên. Lần đầu tiên nào. Được không nào? Lần đầu tiên nhá. Thì ở lần đầu tiên này các bạn sẽ thấy là gặp ở đâu ạ? À, gặp ở gì đấy? Gặp trước cửa nhà kho. Trước cửa nhà kho. Thì chúng ta thấy rằng đó là hình ảnh của một người đàn bà như thế nào nhỉ các bạn nhỉ?
À, đó là một người đàn bà rất là cong cớn, đúng không? Một người đàn bà cong cớn, lon ton ra đẩy xe cho anh cu chả, vì nghĩ rằng là mình sẽ được mời ăn, đúng không ạ? Chỉ từ một câu hò không địa chỉ thì đã bám vào đó, đúng không? Thị đã bám vào. Một câu hò không địa chỉ, và tự coi đó là một cái lời hứa để bám vào, mặc dù nó rất mong manh, đúng không? Và để rồi đến lần thứ hai thì sao ạ? Đến lần thứ hai thì sao đây? Đến lần thứ hai thì sao các bạn? À, gặp ở quán nước cổng chợ tỉnh. Thì chúng ta thấy thị có những cái hành động lời nói như thế nào đây ạ? À, thị có những cái hành động và lời nói như thế nào đây ạ? Thứ nhất về cái bộ dạng nhá, thì các em đã thấy chị nói ở phía trên rồi, đúng không ạ? Tay vân vê tà áo đã rách bợt này, đúng không? Rồi thì gì đây? À, gương mặt lưỡi cày xám xịt, rách dưới gầy sọp với hiện thân của một con ma đói này trong lần thứ hai gặp đấy. Nhớ chưa ạ? Bộ dạng là như vậy nhá. Được chưa nào? Thị rách quá, quần áo tả tơi như tổ đỉa thì gầy sọp hẳn đi, trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Được không ạ? Đấy là cái thứ nhất là về bộ dạng. Được chưa nào? Thế còn về hành động thì sao? Hành động. Các bạn sẽ thấy là hành động của thị như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Thứ nhất là sầm sập chạy đến. Ôi, có sợ không? Sầm sập chạy đến. Xong gì nữa? À, xưng xỉa mắng vào mặt anh cu chàng vì thất hứa. Xưng xỉa, được không ạ? Mắng vào mặt chàng vì thất hứa. Nhưng mà thật ra đấy có phải là một lời hứa đâu, đúng không ạ? Thật ra đấy có phải là một lời hứa đâu, người ta có hứa đâu, nhưng mà mình vin vào đấy, đúng không? Từ chối ngay việc chàng mời ăn dầu, từ chối luôn, đúng không ạ? Và khi được mời ăn thì mắt sáng lên. Các bạn ơi, đúng là hiện thân của một con ma đói luôn đấy ạ. Rất là đói khát và dường như là kiểu như nào nhỉ? Kiểu vô duyên lắm. Kiểu thế, vô duyên, đúng không? Vô duyên lắm, đúng không ạ? Xong bắt đầu làm gì ạ? Ngồi xuống, ăn một chặp bốn bát bánh đúc. Được không nào? Xong rồi ăn xong thì lấy đũa quẹt ngang miệng, bảo gì? Hà ngon. Ui giời ơi là giời. Các bạn ơi, các bạn có tưởng tượng được ra cái đó không? Các bạn có tưởng tượng được ra cái hình ảnh của người đàn bà đó không ạ? Ăn nhá, ăn ăn thật nhá. Lấy đũa quẹt ngang miệng. Ngon, các bạn thấy không ạ? Chưa hết nhá, chưa hết, chưa hết. Sau đó thì sao? Sau lời bông đùa của chàng, đúng không ạ? Thì theo chàng về thật. Có thể thấy rằng đây là một cái quyết định rất là liều lĩnh các em ạ. Phải không ạ? Tại sao lại là liều lĩnh? Tại sao lại là liều lĩnh ạ? Bởi vì sao? Bởi vì thị đang lựa chọn một người đàn ông mà thị chưa biết gì về người ta cả. Thị chưa biết gì về người đàn ông này cả. Các bạn ạ, chưa biết gì về người đàn ông này cả, nhưng vẫn quyết định lựa chọn theo người đàn ông đó, đúng không ạ? Vẫn quyết định lựa chọn theo người đàn ông đó. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là gì ạ? Đây là một cái con người mà chanh chua, chao chát, được không ạ? Trơ trẽn, chỏng lọn, cong cớn, chỏng lọn, vòi ăn một cách trắng trợn, lăn xả vào miếng ăn, đúng không? Vòi ăn một cách trắng trợn, phải không ạ? Và đó là tất cả những cái từ mà chúng ta dùng để nói về thị ở chỗ này, phải không ạ? Và các bạn có thể thấy là ồ, tất cả những cái gọi là thiên tính nữ, nhân phẩm ư, tất cả đều làm gì còn nữa mà nói đến thiên tính nữ hay là nhân phẩm, đúng không ạ? Tất cả đều đã biến mất.
Và hiện thân bây giờ trước mặt chúng ta chỉ là một người đàn bà, một con ma đói đang lăn xả vào miếng ăn mà thôi, đúng không? Thị đã làm gì ạ? Thị đã bán đi danh dự của chính bản thân mình. Bán đi danh dự của chính mình nhá. Bán đi danh dự của chính mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà vì sao? Vì sao thị lại làm điều đó hả các bạn? Bởi vì thị không có lòng tự trọng à? Vì sao thị lại lựa chọn cái điều đó? Vì sao thị lại lựa chọn để bán đi cả danh dự của chính bản thân mình? Vì sao ạ? À, vì sao nhỉ các bạn nhỉ? Vì sao? Bởi vì cái đói nó đã làm biến dạng nhân cách của con người. Nạn đói khủng khiếp đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh. Và chới với giữa một cái dòng lũ như thế thì cái trường cái một cái tiếng nói thường trực nhất tất nhiên là phải tiếng nói của bản năng, là cần phải sống trước đã, cần phải bám ngay vào một cái gì có thể bám được cái đã, đúng không ạ? Và cái bản năng ham sống này đã xui khiến cô làm tất cả những gì để có thể thoát khỏi được cái gì ạ? Để có thể thoát khỏi được cái chết đang đe dọa từng giờ từng phút, đúng không ạ? Hay nói cách khác, đối với thị thì cái giá của nhân phẩm, cái giá của nhân phẩm không đắt bằng cái giá của sự sống. Và thị cần được sống các bạn nhé. Thị cần được sống, ok chưa nào? Thị cần được sống. Đó, đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thật ra suy cho cùng thì chúng ta vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của thị. Không phải là thị không có lòng tự trọng đâu, mà thị là một người ham sống. Bởi vậy đối với cái cô gái này thì điều cần nhất bây giờ đó là mình phải cần sống trước đã. Nếu như mình không sống được thì cái danh dự đó nó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Danh dự đó cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Rồi chúng ta có, đó chính là gì đây? Hai lần gặp gỡ. Bây giờ sẽ là trên đường về nhà, được không nào? Bây giờ sẽ là trên đường về nhà các bạn nhá. Bây giờ sẽ là trên đường về nhà. À, trên đường về nhà thì như thế nào đây hả các em? Trên đường về nhà thì thị có những cái lời đối đáp với chàng. Cái này thì nó không xuất hiện cụ thể trong cái trích đoạn này, mà các bạn phải đọc toàn bộ câu chuyện nhá. Nhưng nếu như các bạn nhớ được mà các bạn ghi vào thì cũng sẽ tốt hơn. Có những lời đối đáp với chàng, dù đó chỉ là những câu nhát gừng. Chỉ là những câu nhát gừng, tức là không liền mạch đó, được không ạ? Dù đó chỉ là những cái câu nhát gừng, được không ạ? Ví dụ như là bé lắm đấy, khỉ gió, rồi phát đét vào lưng anh, hay hoang nó vừa chứ. Thế thì các bạn thấy rằng tất cả những cái câu đối đáp đó nó đều thể hiện là gì ạ? Ra dáng một người vợ, đúng không? Khi mà chàng dơ lên khoe là gì ạ? Đây này, dầu để tối nay thắp đây này, cơ mà đắt quá, hai hào cơ đấy. Thế là bắt đầu thị mới bảo là gì ạ? Hoang nó vừa chứ. Thế thì các bạn có thể thấy ở đây là những cái câu đối đáp đó nó rất ra dáng hình ảnh của một người vợ, đúng không? Và cái cảm giác như là cái sợi dây giữa, cái khoảng cách giữa hai con người này dường như đang được kéo lại gần với nhau hơn, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì khi mà về đến xóm ngụ cư thì sao? Khi về đến xóm ngụ cư thì chúng ta thấy được trước tiên đó là cái sự khó chịu của thị. Khi mà gì ạ? Khi mà lũ trẻ thì trêu, đúng không? Trêu đùa, đúng không ạ? Rồi thì nhận được cái sự bàn tán, những cái ánh mắt nhìn đổ dồn về phía mình. Thì đúng là thị cũng có một chút khó chịu, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái sự khó chịu đấy nó bắt đầu từ đâu ạ? Nó bắt đầu từ cái sự ngượng ngập. Vì sao lại ngượng ngập? Bởi vì có lẽ trên cái hành trình mà trở về cùng với anh cu chàng thì đấy là cái thời điểm mà bản thân thị đã có đủ cái thời gian để thị nghĩ về cái quyết định của chính mình. Và bây giờ người ta được ăn no rồi mà. Người ta no rồi thì người ta sẽ nghĩ tới những vấn đề khác. Và bây giờ thì người ta sẽ nghĩ tới cái nhân phẩm của người ta đã phải gì ạ? Đã đánh mất như thế nào. Thế nên bây giờ chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Đó là cái sự ngượng ngập.
đó là cái sự e ngại, đó là cái sự khép nép, đúng không ạ, của một nàng dâu mới. Và mặc dù rất khó chịu, thế nhưng mà thị cũng chỉ dám là gì ạ, cầu nhàu trong miệng và khẽ tới mức anh cu chàng ngay cạnh cũng không nghe thấy gì. Rồi thì chân nọ cứ bước díu cả vào chân kia. Được không nào? Chân nọ cứ bước díu cả vào chân kia. Được không ạ? À? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, cứ lấy cái nón rách tàng á, che đi nửa khuôn mặt. Đó, che đi nửa khuôn mặt. Có nghĩa là sao? Chúng ta có thể thấy là với cái cách mà nhà văn Kim Lân thể hiện thì rõ ràng ở đây phần nào cho chúng ta hiểu được tâm trạng của nhân vật người vợ Nhật lúc này, đúng không ạ? Đó là những cái xáo trộn mạnh mẽ trong cảm xúc. Đó là sự xấu hổ. Xấu hổ vì nhận thức được hoàn cảnh theo không của chính mình. Hoàn cảnh theo không của chính mình. Đó là cái sự ngượng ngùng. Khi mà lần đầu tiên về nhà chồng thì rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Bản thân thị bây giờ ở thời điểm hiện tại chúng ta có cảm giác như thiên tính nữ đang dần trở về với người đàn bà này, được không ạ? Thiên tính nữ dường như đang dần trở về với người đàn bà này các bạn nhé, trên đường về nhà. Thế còn về đến nhà thì sao ạ? Khi về đến nhà thì sao đây? À, khi về đến nhà, trong cái phân đoạn này các bạn sẽ chú ý giúp cho chị những chi tiết như sau. Thứ nhất, đó là khi bước chân về nhà chồng, nhìn thấy gia cảnh reo neo của nhà chồng thì thị đã nén một tiếng thở dài. Đây là một chi tiết mà chúng ta rất cần chú ý nhé. Nén một tiếng thở dài. Vì sao không thở luôn, thở to ra cho cô chàng nghe tiếng? Vì sao ạ? Vì sao không thể hiện bảo sao nhà anh nghèo thế? Đúng không ạ? Hay là kiểu thế. Mà ở đây lại là nén vào một cái tiếng thở dài vào bên trong. Theo các bạn, vì sao ạ? À, chúng ta thấy rằng là cái tiếng thở dài được nén vào bên trong á, đây là một cái chi tiết rất là tinh tế nhá. Đúng không ạ? Và nó thể hiện cho cái sự nhạy cảm, tinh tế của nhân vật. Được không ạ? Trong từng cử chỉ của nhân vật. Như chị đã nói đấy, đó là đối với bất cứ một người đàn ông nào thì cái sĩ diện về gia cảnh rất là quan trọng, đúng không? Và bản thân chàng, bản thân thị, đúng không ạ? Mặc dù là tâm trạng bây giờ là sự thất vọng và hụt hẫng, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nói thật là nhìn gia cảnh như thế này thì cũng không biết là rồi thì mình sẽ ra sao, đúng không? Rất là thất vọng và hụt hẫng. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là gì ạ? Vẫn nén cái sự thất vọng và hụt hẫng đó vào bên trong. Bởi vì hiểu rằng đối với người đàn ông, đối với người đàn ông thì sĩ diện về gia cảnh là rất quan trọng. Và cái thứ hai là tự mình nhìn lại chính mình. Phải không? Tự mình nhìn lại chính mình thì mình cũng chỉ là một người vợ theo không thôi, đúng không ạ? Người vợ theo không thôi. Thế thì mình có quyền gì mà mình phàn nàn? Mình có quyền gì mà mình chê? Người ta chẳng chê mình thì thôi, đúng không ạ? Thế nên là dẫu cho có thất vọng bao nhiêu thì cũng chỉ dồn nén tất cả ở trong lòng. Được không ạ? Có thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, có thất vọng bao nhiêu, có thất vọng bao nhiêu thì cũng chỉ dồn nén ở trong lòng mà thôi. Được không ạ? Sau đó bắt đầu nhá, khi vào trong nhà. Khi vào trong nhà thì sao ạ? Nhìn thấy một cái khung cảnh rất bừa bộn. Phải không? Thì đã được gì ạ? Chúng ta thấy rằng là nhìn thấy tất cả những cái gì bừa bộn đó. Phải không nào? Thế xong bắt đầu là gì nào? Anh cu chàng anh ấy mới bảo là gì ạ? Anh ấy mới tây ngây, anh ấy ngờ ngạch, anh ấy bảo là gì ạ? Không có nhà, không có người đàn bà thì nhà cửa thế đấy. Thế các em ơi, các em mới chú ý đến chi tiết này cho chị nhá. Có một cái chi tiết này rất hay.
Đấy là cái chi tiết này này. Đây nhá. Đây có một chi tiết rất hay này. Đó là đây. Không có người đàn bà nhà cửa thế đấy. À, thị nhếch mép cười nhạt nhẽo. Theo các em thì cái chi tiết mà thị nhếch mép cười nhạt nhẽo ở đây thể hiện điều gì? Theo các bạn thì chi tiết thị nhếch mép cười nhạt nhẽo ở đây thể hiện điều gì ạ? Các em? Theo các bạn? Theo các bạn thì cái chi tiết là gì ạ? Là thị nhếch mép cười nhạt nhẽo ở đây là thể hiện điều gì? Không tin đó. Thể hiện điều gì ạ? Thể hiện điều gì ạ? Thể hiện điều gì ạ? Nào. Nào, thể hiện điều gì ở đây ạ? Thể hiện điều gì nào? À, ý là người ta cũng cần mình à? Cười trừ à? Bất lực à? À, các bạn không vui nổi à? Rồi, theo các em thì thị nghĩ cái điều gì ở trong cái này? À, hoàn cảnh chàng cũng không khá hơn mình à? À, rồi các bạn ơi. Rồi, cay đắng. Ừ, vì sao lại cay đắng? Vì sao lại cay đắng hả Thùy Dương? Vì sao lại cay đắng hả em? À, thiếu em anh không sống được đúng không? Trời đất ơi. À, thì ra nó lụm mình về để dọn nhà. No, không nha. Rồi. Trời ơi, mấy cái đứa này chỉ mới cho gọi là tưởng tượng một chút xíu thôi mà không biết là tưởng tượng trời bể cái gì đây nữa. Rồi, ok. Các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là chúng ta có một chi tiết khá là đặc biệt ở đây. Đó là khi chàng ngượng ngập, đúng không ạ? Về sự bừa bộn trong nhà của mình. Và nói rằng sự bừa bộn ấy là do không có người đàn bà trong nhà. Thì lúc bấy giờ thị có một cái trạng thái, đó là nhếch mép cười nhạt nhẽo. Vì sao ạ? Vì thị đang nghĩ đến chính thị. Được không ạ? Thị đang cười chính mình, nghĩ đến số phận của chính mình. Vì sao? Vì anh cu chàng anh ấy đang nhắc tới một cái cụm từ là người đàn bà ở trong nhà. Thị chợt cảm thấy là mình có xứng với cái điều đó. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là gì ạ? Chúng ta đều biết rằng là tổ ấm, một tổ ấm thì cái vai trò của người đàn bà là rất quan trọng. Vậy nên ở đây cái cụm từ người đàn bà ở trong nhà mà anh cu chàng nhắc tới là muốn nhắc tới người vợ, đúng không ạ? Một cái người có trách nhiệm với gia đình, để vun vén gia đình, xây dựng tổ ấm của gia đình. Thế còn thị, thị có xứng đáng với cái cụm từ người đàn bà đó không? Bởi vì thực tế thị là một người đàn bà theo không, đúng không ạ? Thực tế là thị là một người đàn bà theo không. Bởi vậy mà khi mà anh cu chàng ấy nhắc tới cái cụm từ là người đàn bà ở trong nhà ấy, thì bản thân thị cảm thấy xót xa về về cái câu nói đó. Xót xa về cái cách mà anh cu chàng gọi mình. Bởi vì gì ạ? À? Bởi vì không biết rằng là mình có thực sự là mình xứng đáng với cái danh xưng của người đàn bà hay không. Và đó là một cái cảm giác rất là xót xa cho số phận của chính mình. Chúng ta đều biết rằng là thật ra bản chất là thị đến với gì? Thị đến với anh cu chàng là vì sao? Có phải vì tình yêu không? Có phải vì khát vọng hạnh phúc không? Không. Mà anh cu chàng bây giờ giống như một cái phao. Thị rất muốn có thể bám vào cái phao đó để sống sót qua những cái ngày đói cùng, đói cực, đói mòn, đói mỏi này thôi. Đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng là thị thấy mình không xứng đáng với cái danh xưng của người đàn bà ở trong nhà, giống như anh cu chàng đã nói. Phải không nào? Và chúng ta có thể thấy đây là một cái chi tiết rất là hay mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Ok chưa ạ? Đây là một cái chi tiết rất là hay mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được không nào? Và sau đấy thì sao? Sau đấy thì sao ạ?
Sau đấy thì sao nhỉ các bạn nhỉ? Sau đấy thì sao? À, sau đấy thì sao nhỉ? Sau khi mà cười nhếch mép xót xa về số phận của chính mình thì sao? Không phải là khinh bỉ chàng, chị vừa giải thích rồi đấy, rồi đến lúc đi thi mà vào cái chỗ này lại viết khinh bỉ chàng là không được đâu nhá. Nhớ chưa ạ? Rồi, sau đó thì với cái tư thế ngồi mớm là một tư thế như thế nào nhỉ? À, cái giường của người ta rất là rộng nhưng mà chỉ ngồi một chút xíu thôi. Một cái tư thế ngồi trông chênh, không vững chắc. Nó vừa là tư thế nhưng nó cũng chính là gì ạ? Cũng chính là tâm thế. Phải không nào? Vừa là tư thế nhưng cũng chính là tâm thế. Đó là gì ạ? Đó là cái sự e dè, đó là cái sự ngượng ngập. Đúng không ạ? Đó là cái gì? Đó là một cái cảm giác trông chênh, hụt hẫng, lo lắng. Cái tư thế rất là mặc cảm. Được không ạ? Hụt hẫng, lo lắng, nói chung là rối lắm, rối bời. Không biết rằng là rồi gì mình sẽ đi về đâu, rất là rối bời. Được không ạ? Rất là rối bời. Một cái cảm giác đầy mặc cảm. Bên cạnh đấy lại còn gì nhở? Tay thì ôm khư khư cái thúng. Tay ôm khư khư cái thúng. Nó giống như là tự cho mình một cái điểm tựa đấy ạ. Được không nào? Tự cho mình một cái điểm tựa đấy. Đó là cái sự ngượng ngập, ngượng nghịu. Được không ạ? Đó là một cái sự ngượng nghịu. Đó là một cái sự e thẹn. Ngại chứ. Bây giờ tự nhiên mình là một cái người con gái từ đầu từ đâu về nhà người ta. Đúng không? À đúng không ạ? Từ mình là một cái người con gái từ đầu từ đâu bây giờ mình về nhà người ta. Đúng không nào? Ngượng ngập, e thẹn, mặc cảm, hụt hẫng, lo lắng. Được chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Được chưa nào? Các bạn sẽ chú ý cái điều đó giúp cho chị. Thế nên là chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Trong cái giây phút này thì dường như là cái nỗi buồn tủi đang dâng ngập lên trong người, trong lòng người đàn bà này. Nước mắt không thể trào ra mà chỉ có thể nén tất cả vào phía bên trong. Rất là muốn khóc, xót xa cho số phận của chính mình nhưng không khóc được. Vì thất vọng, vì hụt hẫng. Và bây giờ chúng ta đang cảm thấy cái cảm giác dường như đang rối bời đến bộ phần ở trong phân đoạn này. Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Và bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy là gì ạ? Đối với bà cụ Tứ, là đối với mẹ chồng của mình thì sao? Thì thị luôn giữ lễ độ. Đúng không ạ? Thị luôn giữ lễ độ. Mọi hành động cử chỉ, lời nói đều đúng mực. Lời nói, hành động, cử chỉ đều đúng mực. Sợ rằng là bà gì ạ, mẹ chồng của mình già rồi không nghe rõ thì đứng lên chào mẹ hai lần. Phải không ạ? Sau đó khi mà mẹ dặn dò, mẹ chia sẻ, mẹ chấp thuận thì lặng im để nghe lời mẹ dạy. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là hoàn toàn không phải là một cái người đàn bà cong cớn, chanh chua, trơ chẽn, chồng lòn, trao chát, vòi ăn một cách trắng trợn nữa. Mà bây giờ chúng ta đã có thể thấy đó là một người gì ạ? À, là một người vợ, là một người con. Đúng không ạ? Như thế nào nhỉ? Dường như là thiên tính nữ đã quay trở về với thị. Mặc dù là chúng ta thấy cái cảm giác thường trực ở trong nhân vật này, trong cái phân đoạn này, đó là cái sự xót xa tủi thân tủi phận cho chính cái số phận của chính mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng là hai lần gặp gỡ ấy thì nó ào ào diễn ra. Và con người ta chỉ có thể nghĩ tới những cái điều xa hơn, rộng hơn khi mà chúng ta có đủ cái khoảng lặng. Thì cái việc là anh cu chàng để cho thị một mình ở trong nhà ngồi mớm ở mép giường, đó là đã là cái thời điểm đủ để cho thị nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra, với quyết định liều lĩnh của mình, với cái số phận tương lai của mình sau này. Và có thể chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Bản thân nhân vật này á, luôn mang trong mình một cái cảm giác tự thấy mình không xứng đáng. Mình chỉ là một người đàn bà theo không thôi, nên luôn cảm thấy xấu hổ về điều đó. Và chính cái điều đó lại càng cho chúng ta thấy được về cái lòng tự trọng được thể hiện rất rõ ràng nơi người đàn bà này. Họ muốn sống đấy, nhưng họ còn muốn sống cho ra sống, cho ra một con người cơ. Đó, thì các bạn sẽ chú ý nhá.
Rồi ạ, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy, được chưa nào? Và bây giờ sẽ là buổi sáng hôm sau. Ok không ạ? Bây giờ sẽ là buổi sáng hôm sau các bạn nhé. Thì ở buổi sáng hôm sau chúng ta đã thấy một người đàn bà hoàn toàn khác, phải không ạ? À, nàng dâu mới. Nàng dâu mới thì rất biết ý tứ, được không ạ? Nàng dâu mới rất biết ý tứ. Đó là gì ạ? Dậy sớm cùng mẹ chồng thu vén, quét dọn nhà cửa, đúng không? Quét dọn nhà cửa, sân vườn, đúng không ạ? Quét dọn nhà cửa, sân vườn, đúng không? Rồi thì dọn dẹp, gánh nước, giặt giũ, phơi phóng, sắp lại đồ đạc, khiến cho nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Đúng là một cái ngôi nhà mà có bàn tay của người phụ nữ vào khác hẳn, đúng không các em? Rõ ràng là như thế nhỉ? Và trong con mắt của chàng bây giờ thì thị cũng đã thay đổi. Không còn là một cái người đàn bà trao chát, chanh chua, chỏng lỏn như mình mới gặp, đúng không ạ? Mà đó là gì ạ? Là một người vợ, một người đàn bà hiền hậu đúng mực. Đúng chưa nào? Đó là một cái sự thay đổi, đúng chưa ạ? À, và trong cách nói năng thì rất là lễ phép. Vâng, đúng không ạ? Con vào dọn cơm kẻo muộn. Vâng, rất là lễ phép, đúng mực. Không có vẻ gì là chanh chua, chỏng lỏn, trao chát, đúng không ạ? Như lần thứ hai, lần đầu tiên gặp nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là thiên tính nữ đã thực sự trở về với người đàn bà này, đúng không ạ? Và trong bữa cơm thì được mẹ đãi cái món chè khoán, thì thị lúc bấy giờ vẫn điềm nhiên và vào miệng nuốt thẳng cái miếng chè khoán đó vào. Và chúng ta thấy rằng đó là một cái chi tiết để cho chúng ta thấy là nhân vật này đã thực sự chấp nhận rồi đấy. Sau một đêm, sau đêm tân hôn hạnh phúc, là đến bây giờ đã thực sự chấp nhận gia cảnh của anh cu chàng rồi đấy. Và chấp nhận bằng việc là mặc dù cái miếng cháo cám đó rất là đắng chát, nhưng vì không muốn mẹ buồn, cộng thêm với việc là thể hiện một cái thái độ là chấp nhận để cùng với chồng và mẹ chồng xây dựng một cái cuộc sống mới, thì chúng ta thấy rằng đấy là một cái chi tiết để cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Thị bây giờ đã thực sự chấp nhận, chứ không còn với cái cảm giác mà nó rối bời giống như ngày hôm qua nữa đâu. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái đó nhé. Ok chưa nào? Và chính thị cũng là người mà hướng chàng đến gì ạ? À, đến cách mạng, đến đoàn người đi phá kho thóc, đến với Việt Minh. Bởi vì chính thị là người nói nhiều nhất tới đoàn người đi phá kho thóc, tới Việt Minh, đúng không ạ? Và để rồi cái hình ảnh đó đã quanh quẩn trong tâm trí của nhân vật anh cu chàng. Có thể thấy là thị bây giờ đã trở thành một người vợ, một cô con dâu hiền hậu, đảm đang, đúng mực, đang nuôi dưỡng một cái gia đình nhỏ hạnh phúc và yên bình các bạn nhé. Và chúng ta có thể thấy rằng là qua cái điều này, chúng ta lại càng khẳng định thêm một lần nữa về gì nhỉ? Về sức mạnh của tình yêu thương, đúng không ạ? Chúng ta lại càng khẳng định thêm một lần nữa về sức mạnh của tình yêu thương. Chỉ cần có tình yêu thương thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Nhân vật này đã có cái sự thay đổi rất nhiều, đúng không? Đây, các bạn có thể thấy nhá. Đó, đây ạ. À, khi ăn cháo cám thì mắt tối lại nhưng vẫn điềm nhiên vào miệng, chấp nhận đấy. Chấp nhận rằng là mình sẽ cùng với chồng và mẹ chồng thay đổi cuộc sống. Và chính thị đã thắp lên niềm tin và hy vọng cho mọi người khi thông báo về sự kiện Việt Minh phá kho thóc của Nhật chia cho người nói. Và đó cũng chính là cái chi tiết để mở ra con đường đấu tranh dự định trong tương lai của chàng, các bạn nhé. Và chúng ta có thể thấy được là gì ạ? À, nếu mà để đánh giá về nhân vật này thì nhân vật này là nhân vật tiêu biểu cho người lao động nghèo, mang bản chất tốt đẹp và có khát vọng sống mãnh liệt. Mặc dù là cái đói đã biến con người ta trở nên liều lĩnh,
Nhưng mà chính tình thương lại có sức mạnh giúp con người sống tốt hơn và lạc quan hơn. Đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.